từng có ao này. Cái gì? Cái đũa người ta đạp, người ta cắm sâu vùng dưới ấy. À, để có cá hả? Nó vô này nó, người ta bắt lên kiểu như mà vài tuần người ta bớt lên một lọt. À, có cá ở đấy à? Cái này là bờ bờ sen của nhà mình à? Ao của mình mình. Cái kiểu như là dùng chung. À. Dùng chung, còn sen là của nhà mình, còn cái ao này không phải là của nhà mình. Còn đây mất là nhà mình là gì? Ao này với bờ sen, à, với sen là của mình. Có cả cái xuồng luôn kìa. Trời ơi, dừa là của nhà mình luôn à. Dạ, của nhà mình. Quá chừng dừa luôn. Ở kia là cái máy bơm nước. Dạ. Bữa nay là Sang đi vô trong ruộng ở Phương Lâm đó cô chú anh chị các bạn. Cái hả? Cái này nào? Vô cái vòng này nó vô. À, cá nó vô trong đấy rồi dỡ nó lên thôi hả? Thì mình lùa từ trên đây xuống kia, chút tiên thảo kia sau đó đi từ từ. Ờ. Lùa cái từ đây đến đây. Cái là được cái nhấc lên rồi đổ vô cái thùng. Ờ, có đi lùa không? Có đi lùa bao giờ không? Dạ, có. À, mấy lần rồi. Hiền con. Trời ơi, dừa sai trái chưa nè mọi người này, mà nó dừa nó thấp xỉn thôi à. Sang đứng đây mà Sang thấy, mọi người thấy vườn dừa không? Quá trời luôn, trái nhỏ nhỏ vậy nó nhưng mà nước dừa sao nó ngọt lắm luôn. Dừa không là dừa, dừa mát. Đó vậy là cá ở dưới đìa luôn à. Rồi còn có sen để ăn nữa. Con chó bự quá à. Vâng, mấy năm rồi gì? Nó có dữ không? Nó tên là Sù. Nó có cho mình đụng không? Con không biết nữa. Đây. Nó tên Sù. À, Sù ơi. Sù, thơm miếng coi nào. Trời ơi. Rồi, bắt đầu hai đứa nhỏ nó sẽ ăn nướng thịt chuột. Hôm nay là Sang sẽ ăn thử cái thịt chuột nướng ở ngoài này. Đợt trước là mấy năm trước có đến nhà bác một lần nhưng mà bác cho uống lộn. Mấy lần năm trước có tới nhà bác một lần cho bác chiên thịt chuột cho ăn. Cái mọng dừa nè. Dễ thương à. Cái này để chuẩn bị trồng tiếp à? Đây là cái chòi ở trong chỗ ruộng đó cô chú anh chị các bạn. Ở dưới đây có ngồi đây câu cá luôn, nó hơi sướng ha. Trời mát rượi. Đây trong này. Trời ơi chuối quá chừng luôn nè, chuối nào chuối đấy mập u nu luôn. Măng cầu nữa này. Đây trong này thì có một anh ngủ ở trong này nhưng mà hiện tại thì anh đi làm. Trời ơi, cái vườn ao thấy mát rượi, dừa xung quanh quá chừng luôn. Hello. Hello. Con tên gì? Chó này tên gì? Tên gái. Gái hả? Gái, tới đây với chị cái nào? Gái. Hỏi con tên gì là con tên là gái. Gái ơi, gái ơi. Đã vì sao mày gọi là con tên gái? Hả? Gì gì chỗ kia cậu Hân nuôi nuôi ốc bưu đen. À, nuôi ốc. Xoài kia nó của mình luôn hả? Dạ không, của bác Hán. À. Còn mình nhà mình có cây xoài ở kia đầu ngõ à vậy? Còn bên này xoài Thái à. Vậy hả? Thì anh Hán nuôi á. Vâng. Hình như tầm cỏ Tết hay sao nó ra nhiều trái lắm. Chặt bỏ dưới kiểu chỗ nó bị hùi với lại trời mưa rồi xoài nó nhẹp đi. Nó tên là Su. Bữa nay là về quê đi ăn chơi đó cô chú anh chị các bạn. Cái này là vừa ăn vừa chơi, gọi là ăn chơi. Ở bên dưới kia là cá nó đang là đớp vào dưới kia kìa mọi người. Cá lóc không á? Hả? Đâu bông sen nào? Cái bát sen này. Đâu? Bông sen là người ta mà là hà mấy cái bông út lại người ta bỏ. À đúng rồi. Cái đấy là bông sen à? Cái này là bông. Cái này là để ăn được nè, con này để nấu chè. À. Gọi là bát. Bát sen á.
Bác cái sen để nấu chè. Cái còn... loại già thì để nấu chè, còn cái loại non nó ăn nó ngọt, mình ăn sống. À, cho gì sen thì làm chè sen. Cái này sao mà ở đây mình em thấy trồng nhiều vậy, có bán gì không chị? Có, để bác chồng có bán đó. À, cái bán bằng bán cái bát sen này hả? À, ở đây là trồng rất là nhiều luôn, ở bên ao bên này sang thấy ao bên kia nữa, mình tưởng là trồng để thu hoạch ngó sen thôi, ai dè là để bán cái bát sen này. Sen vậy thì mình muốn ăn thì mình móc mà nước mới ngập chắc ít. À. Ít ngó. Có ngó sen ăn thì hơi bị ngon rồi đó. Ở cái bát sen này thì nhà mình bán bao nhiêu một bát? Bữa nay mới ngập xong phải tầm 40.000. 40.000 một ký á? Ừ, một ký cả bát như vậy luôn á. À, như vậy là 40.000 một ký. Còn nếu mà ai muốn mua bát sen này, muốn mua những cái hạt sen tươi mà về nấu chè đấy, thì ở đây này liên hệ với nhà của trà Mỹ Đỗ. Cho số điện thoại đi chị ơi. Cho số điện thoại để có ai mà có xem video này này, có muốn mua bát sen đó thì có thể là vô đây mua ủng hộ cho bạn trà Mỹ Đỗ nè. Ba má. À, cho ba má hả? Cái này là nhà của ba má của Trà My. Hai bác lớn tuổi hết rồi. Má có biết ăn cái này không? Trời ơi, má không nấu chè đâu. Em có nấu thì nấu thôi à. Thôi để nhà ăn đi, để bán kiếm đồng á. Mới ngập đâu, hái được bao nhiêu đâu. Lâu lâu mới về. Ôi ôi, coi nè. Thấy ở dưới quê là như vậy đó cô chú anh chị các bạn. Cứ có cái gì này cho cái đó, thấy sướng nó không ạ? Cái này có 40.000 một ký thôi, cái lúc mà cái mùa mà nước ngập như thế này. Còn bình thường thì giá trung bình nó vào khoảng bao nhiêu ạ? 15-20.000 một ký à? Người ta làm đồ chay á. À, người ta làm đồ chay thì nhiều. Bác gái đi nhanh vậy bác gái. Bác đạp xe đạp mà bác đi tới đây thì nè. À, bà ngoại đi đường tắt, cầm đi con. À. Vậy hả? Cứ lấy cái gì sang ăn thử coi. Không có ăn cái vỏ, ăn ở bên trong gì. Không ăn vỏ gì ơi. Gì đâu biết đâu. Mấy đứa đưa không? Nguyên cái hạt cho gì gì ăn vậy chứ. Đây nè. À, đây này, ăn cái hạt như thế này thôi. Đây cái hạt này gì? Ờ đấy hả? Ờ, bóc ra cho gì chứ, gì không bóc được nè. Mấy đứa cháu nó bóc ra cho sao. Gì cắm nhờ phụt nó ra nè. Ngọt quá. Rất là ngọt ha. Ừ. Thì mình mới bảo là mình ăn chơi thì ăn cái hạt sen này rất tốt cho sức khỏe. Có khi là ăn người nào mất ngủ á, ăn cái này là ngủ được đúng không? Đừng ăn nhiều mất công chưa ngủ. Ăn mà đẹp da không ta? Ăn cái này có đẹp da không ta? Không biết. Đừng ăn nhiều mất công chưa lại ngủ. Trang thì biết là ăn hạt sen rất là tốt cho sức khỏe. Nếu mà mọi người có muốn mua sen tươi á là có thể đi vô thẳng đây. Tụi con có nhớ số điện thoại không? Số điện thoại của bà ngoại là đọc đi. 0343437. 0343437. 419. 419, đấy là số điện thoại của chủ nhân của đầm sen ở đây ạ. Đó vậy người nào mà muốn mua dừa cứ vô thẳng đây, ở đây là bà chủ bán luôn. Dừa mênh mông bát ngát. Rất là ngọt luôn, sao cô uống thử lúc nãy ở ngoài nhà rất là ngọt. Dạ. Ngon quá à. Được, nhất là được người bóc cho ăn nó sướng quá. Mà ơi, cái vỏ đá vào bình đi con. Ăn như vậy chút nữa ngồi xe coi chừng gì ngủ gật luôn. Xong quay về phía trước cho cô chú anh chị các bạn xem. Cái vườn dừa nó nhiều lắm luôn ạ. Dừa trái không rồi trái nè. Coi nè. Dừa nè. Đó, hít đất mười mấy cái. Nhìn nó xấu xấu, cái vỏ của nó xấu xấu vậy nhưng mà ăn uống cái nước nó rất là ngọt và hơn nữa là nhiều lắm. Một cái trái dừa nhỏ như vậy mà đổ ra chắc phải nửa lít nước dừa. Coi nè, trà My Đỗ làm cá lóc nướng lá sen, cuốn lá sen để nướng. Còn trường ơi, than phải để cho nó từ từ em ơi. Dạ, để em cho nó than hồng đã rồi, bỏ ít than vào sao? Không, đừng có quạt, vậy được rồi. Cà na là trái gì vậy? Cà na là cái trái của miền Tây, ăn nó như vậy này gì? Đâu? Như vậy nè, ăn nó chua chua. Trái cà na ăn nó chua chua hả? Đúng rồi. À, chị không biết trái cà na đâu.
Hiện tại bây giờ cho sang quay cho cô chú anh chị các bạn xem, đầm sen bây giờ nó đang là ngập nước cho nên là thành ra mình không nhìn thấy sen. Nhưng mà đến khi mà nước nó đang là mùa mưa nhiều mà đầm sen nó ngập. Sau này á, khi mà cái vào khoảng mà cái lúc mà tháng nắng nắng á, một chút á là cái sen này á, nó nở hoa rồi bát ngát, mênh mông bát ngát ở đây luôn á. Sen không. Trời ơi, mấy cái cây dừa bác trồng á, mấy cái cây mà nó lùn xuống như thế này mà dừa quá chừng luôn này. Đó. Trời ơi, nhìn cái dừa mà thấy mà ham không ạ? Bên phía bên đây sang quay cho mọi người xem nữa nè. Quay dừa nè. Mình quay ở đây nhưng mà ở bên dưới á, là cá lóc nó đang đớp ở dưới đi á. Dừa nữa nè. Hiện tại bây giờ sang thấy dừa vẫn dừa ở trên cái miền chỗ cái vùng Đồng Nai mà sang ở thì người ta bán dừa rất là mắc nha. Dừa thường là họ bán 20.000 ba trái. Có nhiều nơi nó bán 10.000 trái. Đó là trong những cái quán nước á. Trong quán nước thì nó bán tới 15.000 trái. Chanh nó rất là nhiều trái luôn. Bác An thì bác cứ ở trong này là bác xu dọn mấy cái chỗ mà chó mèo rồi coi ngó. Rồi ai mua dừa thì liên hệ với bác ạ. Trang có đọc số điện thoại rồi đấy ạ. Bên kia hồi xem bác cầm vô cho chùm cóc luôn kìa. Đây này, cá lóc nướng mà ăn với cái cóc chua chua thì tuyệt vời. Sang quay đây cho mọi người nhà xem nè. Cái nhóm nhà xóm nhà lá này đang là nướng thịt. Đang là nướng thịt gì? Thịt vịt với lại thịt chuột. Hòa biết nướng rồi, mình không biết nướng đâu. Vậy hả? Hòa nhất với lá này. Còn bác đi ra ngoài chút là bác hái cho được chùm cóc nè, chanh nữa. Ở đây ở dưới quê cái gì cao lương ngũ vị không có, chứ mấy cái này là nhiều lắm luôn đó cô chú anh chị các bạn. Mà nó dân dã, những cái như thế này là mới không có thuốc nè. Chanh cũng ở vườn luôn nè. Ủa? Có nghĩa là miếng vịt kẹp vô cái lá chanh để nướng cho nó thơm mình, à? Ấy, mình thọ vịt ấy. À, thịt chuột đó, kẹp vô cái lá chanh như thế này để nướng. À, ngộ ha. Hà đi bứt lá chanh, đi lá chanh ở cây nó sạch mà. Mẹ đem đất hết xuống đây rồi. Ở nhà mình đại lý lá chanh. Bình thường là không có ăn, không biết làm mấy cái này đâu. Rồi còn nè. Cậu phải làm cho ăn thôi. Cuối cùng rồi. À, cậu đi đâu rồi? Cậu đi làm cá rồi. Chiều cậu mới về. Đấy, với Hòa làm cho ăn thôi. Bữa nay thì mấy mẹ con làm cho Sang Thị Nở ăn. Hôm nay mày làm cái gì Sang ăn đó. Thì hai lá chanh nữa đó. Chắc nhiều quá không? Còn ở bên phía bên kia nè, còn có bắp nè. Chút nữa sẽ nướng bắp. Còn cá lóc nè. Mình bọc vô cái lá sen á, sau đó chút nữa nướng. Không có bia. Ừ, đúng rồi ha, quên mua bia ha. Quên mua bia. Chỉ có nhìn cậu thôi. À mà đúng rồi, nếu mà mua bia thì chút nữa sao mà chạy xe. Uống nước đá, nước chả nó mát. Mình đang đi nắng rồi uống mấy cái bia cái đồ uống nước. Chảy mỡ. Vịt này là vịt ở nhà mình nuôi luôn đó hả chị? Sướng rồi ra. À. Vịt ở sau vườn á. Cái này mình lên á thì bác đi bác làm sẵn hết rồi, bác ướp rồi á. Chứ còn mình mà biết á thì mình không có cho làm đâu, tại vì làm có làm ra thì cũng không ăn, còn không thì mình mua đại ở ngoài chợ luôn cũng được à. Ôi ôi. Má để cho nó chiều nó đi về.
nó chích vô hai con mắt rồi thôi rồi hỏi lái xe. Quần áo mưa nó mặc hết vô. Xong nó lấy rác nó đốt, nó lấy dừa đốt, xong bắt đầu nó bắt. Chắc được rồi đấy chị ơi, đừng có bỏ thêm. Nóng lắm mà ngồi đây. Nóng tới vài trăm độ ấy. Cái than nó nóng cộng thêm thời tiết nữa. Trời nó đang giữa trưa nè. Vậy bây giờ nó mới chín. Nhanh đấy, còn nghĩ nhanh đấy. Than đầy ở dưới này mất. Chắc bác đói rồi này. Mọi người cũng đói rồi, trưa rồi mà. Đúng không, mấy giờ rồi? 11 rưỡi. Thường là đi ruộng là đến mấy giờ mày ấy? Ruộng nhà mình nhiều ở đây không ạ? Ít à, không biết sao. Ít nhất so với người ta. Có trồng lúa không bác? Đấy, ao anh Hán rồi. Dạ. Ao của anh Hán nhờ, cháu biết rồi. Của mình á hả? Ê, bà nhớ ngày trước đó, bà đi ra ngoài anh Hán chơi, tôi đang bắt ốc ở ao kia kìa. Có không ta? Có. Em có nhìn thấy không ta? Có. Em chỉ nhớ là cái lúc mà em gặp chị có một lần nữa là mặt chị nem luôn. Bà Kỳ đây. À, thấy mặt chị nem luốc lắm, có gặp đúng một lần vậy. Chị bắt đầu buổi sáng đó. À, mà chị ngại ngại nữa. Gặp thấy mình ngại ngại bẽn lẽn lắm. Bây giờ là hết rồi. Bây giờ còn mất cỡ lắm. Đi hái dưa nào cậu? Từ mấy cậu con dao ở trên bờ bệ đấy. Nhớ ở trên bệ đó. Coi ở trên đấy có cái sữa con sâu á. Chừng coi có bác được sâu không? Cậu ở trên đấy thường có tổ ong á. Đấy cái bệ gì vậy? Toàn hùng cậu không? Cháu nói thật đây. Không nói đùa đâu. Cái bớt tàu thôi nhỉ? Cậu chặt rồi bà ngoại phải lôi vô cậu. Thì tí cậu lôi cho, sao đâu. Ý là kiểu giống như là chừng này nó này khô mới lôi này. Vô cơ. Có con đâu vậy? Có tổ chim à? Không, không có. Có tổ chim hả cậu? Nó bỏ rồi. Có trứng gì không? Không có gì hết. À, tổ chim nó làm tổ xong rồi. Ngọt lắm nha. Dừa này cũng đang còn non đó chứ không phải ấy đâu mà cũng ngọt. Nhiều dừa, nhiều nước quá. Uống không hết. Nhìn trái dừa nhỏ nhỏ vậy thôi mà quá chừng nước luôn, vẫn đang còn ở trong nè. Vô cái chòi này ngồi ăn luôn ạ. Mát á, nó rất là mát luôn. Ở dưới nó là ở bờ ao gió nó thổi lên. Mấy cái dừa này, cả lá dừa nó ru cho ngủ. Ăn xong rồi coi chừng ngủ luôn ở đây đó cha mi. Hồi nãy mình đi nó nắng, giờ ra đây nó mát. Ừ. Đi ra ăn đi sao?